Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhiều. Trời em hậu đài mà anh lăn xê như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, gan dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em Hứa Minh Dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn Bye Bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn Bye Bye đúng không? Em thiết kế cho anh đó là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng không anh? Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó sao? Lại về em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà, lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Hỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Trời hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết em làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ, dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ, năm gì mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa, ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, tôi khổ. Tỉnh anh. Không khổ, quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xé vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ. Ai biết anh sung quá chi, thấy nào bị bầu chửi cho làm sao. Bởi sung rồi vừa thôi chứ chả thiệt khổ anh làm gì. Trời khổ ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, mới tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tay luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt á thiệt. Anh hoài xé. Ông làm gì khổ? Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè. Đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu. Ca sĩ muốn rồi, bầu muốn rồi, tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hổm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo về khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành mành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho ta biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy. À, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài tao chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À, đi coi.
mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ hai cụ ơi, hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá rồi đâu khổ. Xuất hai vô nữa. Xuất hai cầm hai cái đó vô nữa. Là sao? Nói dạ cái này xuất một, xuất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nói không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè. Để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé. Thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê bán vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đây vô. Hai đứa đây vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi, hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm đi. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này, tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được. Hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi, 1001 chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó, bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sầm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Ờ, em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can. Mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi. Em kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng kia. Tao đâu phải là không cho can. Trời ơi, anh kêu bình tĩnh thôi. Tao kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tỉnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi. Mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy tao sướng à. Cái này còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm. Xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi cái vé này có kèm trẻ em không? Nói dạ vé này thì không cần kèm trẻ em, nhưng mà nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà yêu nhau 5 năm. Ok vậy. Nói dạ cũng được, nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi, gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái rẹ thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bà làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền ra ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày. Đủ chuyện không kể, kể hoài không bao giờ hết. Cái gì vậy? Bây giờ này còn khá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gần tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước khi mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta. Tôi yêu mà ra trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi! Thôi, thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh cũng biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi, anh, em giới thiệu cho anh. Anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê! Em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em nè. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi
tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí mè phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Ờ, bận bộ đồ. Đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí mè phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí mè phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên anh không. Cái gì ghê vậy? Có. Đó hôm đoàn mình hát ở Rạp Hà Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí mè phủ không? Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Trời ơi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa? Chí mè phủ. Chí mè phủ. Trời, quảng cáo dữ ta. Chí mè phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng, vô quá trời luôn. Ý chưa? Xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mè đen đó. Bởi vậy anh là bởi vậy em nghĩ anh cái làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. Ờ đúng rồi. Vô chi mè phú, chi mè phú, chi mè. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, cấm mày nói chưa hát lót hay chưa? Yêu cầu đừng nói hát lót, ok? Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Ờ. Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear single. Con giả mày sang... nha mày. Sang quá, sang quá vậy nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa luôn cái quần à. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với... Underwear đấy. Single Chí mè phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ à, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng nè. Rồi, đỉnh rồi. Ok, ok. Bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ru Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Cầu ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữ. Rồi, à. Cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao đó, nữa? Đó. Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ bằng đen. Đúng rồi. Cái ngày đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước. Đúng rồi. Cho nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh pẹt cho mình. Đó. Anh khó lắm anh. Trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi, nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Tầm ờ, bảy ok. Tầm bảy ô là đen, kê là gà, thế gà bằng thế con quạ bằng gà, mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra khó em nữa rồi. Gà anh ơi, gà đỏ gà hả? Vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu với con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đi tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen, mà bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi là đen thui, cái mình nó đen thui à. Vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt. Là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân. Vậy nè. Chơi luôn, được em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi hay lắm mày. Ê vậy hát được á. Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn.
Không biết nha nè. Không được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. Bây giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngưu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang ngôi sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp nữa hơn. Thôi. Hát không may quá. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi tôi hát tôi hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay ta làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Bây giờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết, mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3, 5 phút, một tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh được. Em giỏi hơn ra bây giờ chỉ luôn. Diễn theo anh thôi gì anh diễn, hát bài nào là bài diễn theo bài đấy gì rồi minh họa gì chơi đi chơi chơi anh sẽ hát bài tháng 6 trời mưa rồi vô tháng 6 trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa lại trời mưa lớn lên đi con lại trời anh không muốn khô mưa luôn à bị điên hả tao hát tháng 6 trời mưa một thằng phun khí thế còn thằng tụng kinh trù ai chết vậy anh kêu là lại trời mưa diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa thôi ơi muốn mình diễn minh họa minh họa là vậy đúng không anh không muốn mưa minh họa là phải vậy chứ sao trời tao thấy minh họa không được rồi đó chứ giờ anh muốn sao bây giờ tao bay thành vũ đạo không trời ơi thà nói vũ đạo đi vũ đạo đi vũ đạo trời coi không biết mấy được rồi nhảy đi tụi em là toàn những người yêu nghề nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát cho nên là mới đi xót vé mới đi làm thiết kế thôi rồi ta hát bài Love Potion Number 9 chỉ riêng mình ta chỉ riêng mình ta vô. Ok được nhảy đúng không nhảy đàng hoàng, hoàng nha hoành tráng luôn nha vô đội hình anh cái chuyện đó bắt đầu vô đội hình liền tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó bắt đầu mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta tiếng hát thanh thoát của những chú chim vừa qua ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta cái gì vậy mấy ông nội trời đất ơi cái bài cái tay súng vậy mấy ông mua cái gì mà ông nằm chỗ chị trời ơi diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời nội tâm chỗ nào nè anh thấy ông đang nằm nè không sáng sớm thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta đó bắt đầu tới con chim nè tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường ngày em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta vậy nó quá trời rồi anh còn đòi gì nữa trời ơi ông ơi cái bài này Nguyễn Hưng người ta hát nguyên một vũ đàn hoành tráng đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ mấy ông diễn thì chết rồi trời ơi đi chơi với Nguyễn Hưng ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn sao à, bà dựng cái bài múa gần cả trăm ngàn ông đưa có $6 ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng điên tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết hai cánh kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng giúp mình hết sức luôn rồi đó bực mình nó cắt cái lần đi rồi dẹp này đúng không bởi vậy giúp mình hết sức giờ anh phải tìm nữa. Cái gì khác chứ anh cứ vậy hoài anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi anh là phải có tài năng
giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè, anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ, nó nói mà đi ta. Em thiệt trời, anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó đổ cho giọng đúng không? Đúng không anh? Ai biết. Dạ, không chú... như làm ca sĩ rành nha, anh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó mà bổ cho tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn. Làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà ca sĩ hát lóc người ta một đêm được chừng 200 đô. Và trong đó 50 đô là ta phải đi mướn đồ, đi son phấn rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa rồi anh. Cái này ta làm không có tốn tiền. Do cái hãng mà iGel tài trợ. Trời có tài trợ làm móng. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ôi cái nút cưới mà bóng này. Bóng gì lúc đó đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn à. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký em ơi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ăn ông nội? Thế sao? Tao ra tao hát chuỗi mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi! Ông tính xa dễ sợ luôn. Sao quá xa? Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Ôi, sao? Gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi mà ông hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Hả? Nó hoàng tính lên né. À, né trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Hả? Trời ơi, trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới. Trời ơi, không em nhanh. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, chỗ hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Giờ nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu vai luôn. À. Có bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui thì mình. Đây nè. Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên. Xong bà mới nói: "Cháu ơi. À ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong bà nói: "Cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không?" Đấy, bây giờ bà ngồi gần này bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên cho xem mặt được tí không? Nó mình thấy cũng tội. Thì dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đem quà. Có gói quà nữa, gói trong giấy báo. Ôi thiệt em không ngủ mỏi. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. Lấy chiếc dép giả bẹp. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi cái tôi kêu đừng có kể. Cầm mồm bằng chị cầm. Ba kêu cầm mồm cút xéo vào trong. À
vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi, rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không là gì ơi, nữa. Mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ, họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Nói gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Rồi live show anh hay, cái ghe hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả làm chi? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long. Ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương. Rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo coi anh hát. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ. Từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng. Còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. Anh đưa lên Đà Lạt. Anh đem cái thiền lên Đà Lạt. Em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Thác luôn. Anh để cái thiền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ Chim Mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thiền nhào xuống lộn úp xuống cái thác. Là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Thế của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Hey, lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em khóa nhờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều 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 quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa lên anh, đúng không? Bây giờ máu lửa. Anh được khai thác đường thủy. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu đậu cho khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn. Anh biết xe bồn không? Xe bồn xe xăng á. Chiếc xăng rồi á. Đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container sau. Bắt đầu xe bồn chạy trước nào. Bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Là em đem quẹt hoặc quẹt em thảy vô trong bồn xăng làm bắt phứng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Ôi, nhưng mà mày ơi. Tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Thôi, khán giả coi giống vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Đúng nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay là. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Có rồng thiết kế rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Là băng kèn đó nha. Quá dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận rồng phụng. 8 đèn sơ luôn. Đó. Quá dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát. Xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên. Phá 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 phá. Dữ anh. Đó. Không mà biết sao. Hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà. Mà anh nằm anh hát á. Anh mới show được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ui anh. Nhưng mà nằm vậy á. Thì sao khán giả thấy được mặt ảnh?
ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc người toàn là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Em chọc anh chơi thôi. Nói gì nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì ai gieo á hả? Đó đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự. Phải mướn máy bay quân sự. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó. Xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ. Xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài bắt đầu hai con chân dài đi ra. Rồi tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Rồi bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông mà phi công á. Lạng mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết rằng tới hốt xác. Hát bài. Ê, đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi, đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi thì Dung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhìn đi làm. Ủa cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi, không biết có gì không? Bầu rồi, không biết có chuyện gì. Alo, dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì vậy? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái vé đang hết rồi, cái gì đâu mà. Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe. Ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm về một ca sĩ đây tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như mình đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe. Nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ, đẹp trai. Đó. Người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội? Làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa? Anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày... Em hát. Mày có giờ mày hát đâu? Anh thôi chưa nghe thôi. Hai người bình tĩnh. Hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn, của em làm trọng tài đây nè. Đem em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô. Mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền, phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì. Ví dụ như em nè. Là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Mấy tùm bá, để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát, tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối, Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh ý nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn à. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh âm hiểu đúng không? Rồi, có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Thôi, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nhau làm chi. Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả? Thanh Tiền là tao biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả?
đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, có bị lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát Thanh Tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn mãi vang xa. Thấy chưa? Hồi nếu cái này là mới mệt, hơi nghe mệt cái này là biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm, là tối nay mình vẫn mở bây màn giờ chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi, tập đi, tập đi. Rồi tập cho tôi. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo, em chuẩn bị rồi. Rồi ăn rồi tụi lương. Cho mấy cái đó tập. Rồi anh ra tập đi em phụ cho. Vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, giờ là tối nay vẫn sáng đèn mấy anh ơi. Đây. Tập đi, tập đi, em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Chào cô. Ơi trời. Đã đi. Dạ, thay mặt anh Chí Mài Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt. Cảm ơn Măng Thanh Tuyền. Cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay. Đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ.
Tại vì đẹp trai như thế này. Thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải cháu? Dạ, thưa chú, 4 anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không sợ mấy nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị rung đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết, thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty, thưa quý vị. Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết.
Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Biết đỡ cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa, sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười à. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á, em có biết đâu. Em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè anh nói em nghe, bên Mỹ nè chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải,
Phân đây là phân ly đó, phân là vui đó. Trời ơi, chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân, em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha, anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà, mình muốn bận gì mình bận chứ, có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này, nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè, đứng dậy anh coi coi. Đó, tướng em là dông dỏng cao như nè, chân dài tới nách nè, trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ơi. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào phổ tích cái xương cả. Coi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á, không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi. Nước thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thời dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm.
Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm. Ngày đi binh sập sáng, lúc vào shop bình mò, để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài. Cài đêm ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lấy tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ. Ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua, ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này. Ông nhìn đi. Cái ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây. Bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này.
con có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé Mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em. Có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ xanh hết tối bụng quá. Đúng không à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook anh ăn. Không, chỉ đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh đi qua đây. Ha? Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao. Ha? Rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà.
thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ, tự nhiên, ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Còn gì nữa đó hả? Trời ơi! Có rồi! Cảm ơn trời! Cảm ơn trời! Tiền! Có gì ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày! Hiếp! Mày nhìn lại coi! Bà đỡ kiểu trên là ai hiếp mày? Hiếp! Theo một con khỉ! Tôi này đâu mà là kêu heo! Ông ăn cướp rồi tôi! Cướp cái gì? Cái túi đồ đó tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà! Cái gì hả? Xin lỗi! Xuống đi! Tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó! Nhúng chơi xuống nhúng gì má. Xuống đi. Chết mẹ sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây da. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi. Bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra. Có tàn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị Bích tới chưa? Biết hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê. Bà. Trời ơi, đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Trời ơi, bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhí sợ má ơi. Mày ơi thằng ơi. Ủa tôi đâu rồi? Ê bà kẹp. Anh chết tôi rồi. Ê bà làm gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ. Tao là ông mà. Trời ơi. Ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Tôi là đàn ông với đàn bà tao. Dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ. Xuống, bơ xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ trời ơi. Ây da. Ây da. Ui da. Ây da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nói ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu, lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, già xìu dễ mà lên dùm. Khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi lên bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác cản đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên
có đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ con xin giới thiệu với bác, con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ muốn... con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, xin phép bác con. Ê, không. Cô là y tá phải không? Dạ dạ dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không. Gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? Nè, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào, bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè. Bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh, long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ con. Từ xưa giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày. Dạ. Đi đi. Đây. Cái gì vậy? Dạ. Hả? Trời ơi. Dạ bác ơi. Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con chưa thấy. Ở Mỹ nha. Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha. Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó. Đi đi. Dạ dạ thôi xin phép bác con đi. Đi đi. Dạ. Con đi nghe bác. Ê, đừng đi. Đi đi. Đi im cho đi. Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Xin phép cứ góp mà. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa? Râu mọc lẹ vậy? Dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đó, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị, đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi, mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tôi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì. Bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Ừ. Lát cỡ. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ. Thôi ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng con đuổi vô đây vậy. Còn lâu. Không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi. Ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè. Bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói nó mới biết? Hả?
quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết, bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai, bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình, còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết, tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm, cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất, mà tỉnh nhất ở trong cái nó sinh hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nursing home này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất hết. Du duyên. Yếu quá mà. Yếu thì yếu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt rồi tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng. Đã leo lõi luồn lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết râu râu nhột. Làm mà phải tôi giống. Trời ơi, mình đi một vòng, mấy chục phút quay lại mà Mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì Mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah. Oh, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi, không ngờ hai ông già này ông có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi đi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Hai cái cậu ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa, con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ, vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy, để cho nó đi đây. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi, hết rồi đó. Hả? Trời ơi, già bởi vì cái gì cũng nhanh. Cái như gà, cái xong à. Cuối cuối mày đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mẹ ơi. Trời ơi, bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi đó. Mày đi đi mẹ ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh my god. God. Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Ê, trời ơi, tại sao quên ông? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi hả? Không có được quên ông. Trời ơi, đứng lại. Không biết, trời ơi, quên mày luôn. Trời ơi,
không có cái gì vậy. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quốc mày luôn. Ông đeo nào ông nội? Ba tôi đó. Ba. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2 bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Con ơi. Con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Rước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Ủa anh? Không có. Ủa anh? Vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Không. Viết cái tâm thư không. Dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi. Lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người này già như vậy nè. Quá, mà ngồi quá như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà tao nói em giỡn da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, dạ tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét nấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tới rồi mà! Ông không có được đi! Tới rồi! Trời ơi! Tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Đúng không? Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, dạ con bắt được bà lão rồi. Con đừng chị Mừng đại bàng gì hết. Dạ, dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chiếc cuốn rồi. Xe buýt đến mà bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô bà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lặng đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được? Nè, cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà phụ không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi không luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi, chửi mày. Tao chửi con hả bà? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Bê cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem đi theo có sao đâu. Dạ. Bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu có. Bà đâu có gì mày? Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi,
đi theo chi cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh, bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy, cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là trời ơi, bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật ha. Lật cái gì? Giả mà chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ, con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ, anh nói đúng rồi bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Đánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ, bác về với nhà con đi. Ông anh, cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ, ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở với. Ở với ba. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ, con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được ngé rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái dai nó hơi sệ sệ, nhão nhão. Anh... Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này. 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà... Nhanh không thấy tôi nhanh đâu. Quyết định nhanh nhanh nè bác. À, nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời cho ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, phải quá. Giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng vui lắm mà. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á.
dạ tại hả? Tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong trong nó xin lắm chứ. Đây bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi, đã tìm thấy được bà lão nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi, đi nói chuyện mình nha. Trời ơi.